F970, F980. À, review cái đèn mới nhất đây. Ở bu chờ. Sáng vàng, ánh sáng trắng, công suất, full công suất, full công suất thì hết pin, pin chịu không nổi, pin chịu không nổi, pin này nó hết pin rồi. Đó, ở đây là nguồn sáng, đó, tăng giảm ở đây. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng sợi đốt, ánh sáng đèn studio, kiểu đèn HMI, 60, ánh sáng ban ngày, trời tối, ánh sáng ấm halogen sợi đốt, có rất là nhiều mod ánh sáng khác nhau, hoàng hôn, mặt trời, phóng, cũng có chế độ 3G. Có hoa sấm chớp, số lượng chớp, công suất, nhà tivi, mở